Các bạn, hôm nay cùng tô chú cá heo này với mình nhá. Tiên mình sẽ tô cây thông này. Tiếp theo mình sẽ tô núi màu xanh. Tiếp theo cá heo mình sẽ tô màu xanh. Tô mây. Nước biển mình sẽ tô màu xanh đậm. Vậy là mình đã tô xong rồi. Hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo nhé.